Video phân tích của chúng tôi. Sau đây sẽ là video hướng dẫn cách làm một chiếc mặt nạ hình chú ong của chúng tôi. Bây giờ các bạn cùng tôi thực hiện cách làm nhé. Rồi, đây sẽ là cái phần vằn trên cái phần thân của nó. Tiếp theo thì mình sẽ cắt tiếp cái phần vằn bên dưới nữa nhé. Tiếp tục mình sẽ cắt thêm cái phần vằn ở bên dưới nhé. Rồi. Đây sẽ là cái phần mặt nạ có cái phần vằn của cái chỗ này nhé. Mình sẽ cắt cho cái chỗ này hai cái phần râu nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ dán cái phần râu này lên trên cái phần đầu của cái chú ong nha. Đây là cái phần mặt nạ của chú ong đúng không? Và cuối cùng thì mình sẽ cắt cho cái chú ong này cái phần cánh. Thì cái phần cánh của nó thì sẽ có màu trắng các bạn. Thank you.
Sau đó hai cái phần cánh này thì mình sẽ dán xuống bên dưới hai cái râu của bé chú ong này. Có vẻ đang hơi to, mình sẽ cắt nhỏ bớt nó lại một tí. Như vậy thì các bạn sẽ thấy đây, chúng ta đã hoàn thành xong một cái chiếc mặt nạ hình chú ong rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé. Các bạn vừa xem xong video phân tích của chúng tôi. Sau đây sẽ là video hướng dẫn cách làm một chú gà màu cam của chúng tôi. Bây giờ các bạn cùng tôi thực hiện cách làm nhé. Các bạn làm keo. Sao mình dán cái phần chân này vào, tiếp tục này, cái phần chân bên này. Vậy thì chúng ta sẽ có được cái phần chân của chú gà này rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ đi cắt cho cái chú gà này cái phần mắt nhé. Mắt của nó thì đầu tiên là nó sẽ có hai cái hình tròn trắng này. Tiếp tục thì sẽ là hai cái hình tròn đen này. Sau thì cắt cho cái chú gà này cái mỏ và cái mào nhé. Sau khi mình sẽ cắt cái mào cho nó thì cái mào của nó đây cũng sẽ có màu vàng. Đây sẽ là cái chú gà của chúng ta đúng không? Có hai cái nét chân này, cái mặt này, cái màu này. Bây giờ thì mình sẽ đi cắt cho cái chú gà này hai cái cánh nhé.